Một năm mới đang đến, hứa hẹn nhiều tin vui thắng lợi đến với mọi nhà. Ban biên tập tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn xin gửi lời chúc tới lãnh đạo Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, các cơ quan quản lý báo chí, bạn đọc gần xa một năm mới sức khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng. Năm qua, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, sự gắn bó, đồng hành của bạn đọc trên cả nước, sự chia sẻ và hợp tác của đông đảo các doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên trẻ trung năng động, tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã thực hiện nhiều giải pháp về định hướng nội dung, mô hình tổ chức, quản lý điều hành để phù hợp với xu hướng báo chí hiện đại trong thời kỳ mới, đóng góp tiếng nói trong công tác bảo vệ môi trường. Một lần nữa, ban biên tập tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống xin gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên và bạn đọc trên cả nước một năm mới mạnh khỏe, vạn sự cát tường, toàn gia hạnh phúc,